Việt Nam mở ngõ với khả năng hải quân Nga trở lại căn cứ quân sự trước đây tại vịnh Cam Ranh. Cảng nước sâu chiến lược gần quần đảo Trường Sa được đánh giá là có vai trò then chốt trên bàn cờ Biển Đông. Hãng tin RIA Novosti ngày 17 tháng 5 dẫn lời đại sứ Việt Nam tại Nga, ông Nguyễn Thành Sơn tuyên bố, chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là không gia nhập vào liên minh quân sự hoặc liên minh với một quốc gia khác nhằm chống lại nước thứ ba. Bình luận về triển vọng Nga trở lại Cam Ranh, ông Sơn nói, trong bối cảnh hiện nay, thực hiện hợp tác tại cảng Cam Ranh nhằm đảm bảo hợp tác quốc tế đa phương, cung cấp dịch vụ vận tải biển, sửa chữa tàu thuyền và phát triển kỹ thuật quân sự để đảm bảo hòa bình ổn định khu vực là đường hướng phù hợp. Về các vấn đề cần giải quyết tại Biển Đông hiện nay, đại sứ Việt Nam nhắc lại rằng các nước trong khối ASEAN đã nhất trí tránh sử dụng võ lực hay đe dọa trong tranh chấp, đa dạng hóa các mối quan hệ và giải quyết tranh chấp dựa trên luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Cam Ranh là căn cứ quan trọng của Hải quân Mỹ và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong thời chiến tranh Việt Nam. Sau năm 1975, cảng Cam Ranh được dùng làm căn cứ hải quân quan trọng cho hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô trong bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh giữa khối Liên Xô với Hoa Kỳ. Hiện cả Mỹ và Nga đều có chỉ dấu muốn quay trở lại Cam Ranh.